đưa hơn 1.900 tỷ đồng. Dự án này có 40 trạm thu phí BOT trên toàn quốc, trong đó có 7 trạm trên quốc lộ 1. Đây là dự án sẽ được khởi công vào 17 giờ ngày đầu tư vào cuối năm nay. Là không nên xây dựng đường băng thứ ba ở phía bắc do chi phí giải phóng mặt bằng. Đường dở ngăn làm lại ngon quá.